Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình sẽ thử làm bánh bò xốp bằng trứng không cần men và bột nở nha cả nhà. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 300g bột gạo rồi nè. Và ba cái lòng trắng trứng này mình đã tách ra cái lòng đỏ ra xong rồi ha. Và nước lọc, nước cốt lá dứa. Và 120g đường. Cứ mỗi 100g bột quá thì mình cho một cái lòng trắng trứng và 40g đường ha cả nhà. Thì để làm được hai màu thì mình chia bột này ra làm hai ha. Chia ra làm hai thì mỗi cái phần bột của mình được 150g. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước vào ha. Hôm nay thì mình không có cân nước nha cả nhà, vì cái bột cũ và bột mới thì cái lượng nước á mình nghĩ là nó sẽ khác nhau, nên mình cứ cho vô từ từ, khi nào mà cái lượng bột nó vừa như ý mình thì mình sẽ ngưng ha. Mình sẽ trộn đều cái phần bột này nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho đường vào luôn ha. Bây giờ cái phần bột này nó cũng sánh sánh, mình thấy là vừa tay rồi đó cả nhà. Nó sánh mà nó hơi kẹo kẹo một tí ha, chứ nó không có lỏng. Đây, cái phần bột vậy là mình thấy nó vừa rồi đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi làm cái phần bột màu xanh này ha. Mình cũng trộn cái phần bột màu xanh này giống như là cái phần bột màu trắng nãy cả nhà. Mình cũng đổ cho nó vừa tay rồi mình sẽ ngưng ha. Mình cũng cho hết cái phần đường còn lại vô luôn. Để mình hòa tan rồi một hồi nữa mình lượt lại á. Đây là lần đầu tiên mình làm bánh bò xốp bằng trứng đó cả nhà. Lúc trước tới giờ thì mình có làm bằng men nè, làm bằng cơm mẻ nè. Nhưng trứng thì mình chưa có làm lần nào hết. Chỉ là lần đầu tiên ha. Thì mình để một chút xíu nữa mình hấp lên thì coi có thành công không rồi mình chia sẻ cả nhà ha. Rồi sau khi bột mình đã trộn đều hết rồi thì giờ mình sẽ gây qua ha cả nhà. Gây qua cho bột nó mịn với không có còn ốc trâu. Sau khi mình gây bột xong thì mình sẽ đi đánh cái phần trứng này nha cả nhà. Trước khi đánh trứng thì mình sẽ cho vào đây một ít nước cốt chanh ha. Và một chút xíu muối ăn. Rồi mình sẽ đánh cái phần trứng này nè. Mình cứ đánh cho nó một chiều vậy nè cả nhà. Đánh một chiều, khi nào mà cái phần trứng này nó bóng, nó bong lên có cái hình chớp á, theo ý mình á, thì mình sẽ cho vào bột ha. Đây cái phần trứng mình đánh nãy giờ nó cũng được gì là được rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho 1/2 vào cái phần bột trắng này ha. Mình sẽ đảo nó đều tay này cả nhà, mình cũng đảo một chiều ha. Cho nó đều tay đều ba cái phần bột với cái phần trứng mình đánh nãy lên ha. Khi mình đảo đều tay vậy thì cái bột của mình nó không có bị chai cả nhà.
Cái bánh này nè mình ăn với nước cốt hay là muối mè cũng ngon hết ha. Thường thường bánh bò xốp thì mình ăn với muối mè, nếu mà ai thích ăn với nước cốt thì nó ngon hơn nữa ha. Rồi sau khi mình đánh bột xong hết thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần tách với ly nè, mình thay dầu ăn vô đây để mình làm nóng cái khuôn lên đó, rồi mình sẽ cho bột vô mình hấp ha. Nếu mà nhà của mọi người mà có cái khuôn hấp bánh bò mà có bông á thì nó sẽ đẹp hơn nha. Mình hôm nay thì mình hấp bằng mấy cái khuôn với mấy cái tách này nè, tại vì mình cũng không có thường làm bánh nên không có chuẩn bị khuôn trong nhà. Với cái phần bánh bò này nó dày lắm cả nhà, nếu mà mình làm cái khuôn nó nhỏ thì đổ nó sẽ ít lắm, nên làm cái ly nó cao gì nè thì đổ nó dậy nó cao lên thấy đẹp. Mình sẽ đổ chung ha, màu trắng với màu lá dứa mình sẽ đổ chung cho cái bánh nào nó cũng được thơm cái mùi lá dứa hết á cả nhà, tùy ý thích của từng người ha. Mình muốn hấp một màu trắng riêng hay một màu xanh riêng cũng được, nhưng mình thì mình sẽ hấp và chung vậy đó để cho cái bánh nào cũng có cái mùi lá dứa hết. Sau khi mình cho bột vô xong rồi nè cả nhà, rồi mình hấp khoảng 15 phút ha. Bây giờ mình hấp cũng gần được 15 phút rồi đó, mình cái bánh mình thấy nó dậy cũng khỏi cái mặt ly hết rồi đó cả nhà, nó dung lên cao hết rồi nè. Rồi bây giờ thì hấp hơn 15 phút một chút xíu rồi. Bây giờ mình sẽ dở cho cả nhà xem coi cái bánh của mình như thế nào ha. Với cái liều lượng và cái cách làm nãy giờ thì cái bánh mình được như vậy nè cả nhà. Mình thấy thì cũng ok rồi ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem clip này của mình nha. Chúc cả nhà mình thành công với bánh bò xốp này nha cả nhà.